Chào các bạn. Video trước mình đã code một cái hoàn chỉnh, đó là gì? Chúng ta tập hợp dữ liệu từ cái dữ liệu này bên data này sang sheet 3 là bằng cách gì ạ? Tính tổng của cái từng mã hàng với số lượng và thành tiền bao nhiêu. Thì mình sẽ sử dụng là gì? Viết một hàm tính tổng truyền vào cái mảng và mã hàng, sau đó ghép với từng sub mà chúng ta có cách list mã hàng riêng. Thì cái video trước là mình đã có ghép vào cái sub là list mã hàng theo dùng chức năng duplicate, đúng không ạ? Bây giờ mình tiếp tục mình ghép với cái hàm lấy đây. Thì không phải new mà chúng ta là gì ạ? Theo mảng đi, đúng không ạ? Vì chúng ta là đầu tiên là cái code này là code gì ạ? Mã hàng là theo mảng rồi. Thì cái này vì trong remote duplicate thì chúng ta chưa đưa vào cái dữ liệu vào, chúng ta chưa lấy clip trực tiếp và chúng ta sẽ phải thực hiện sự xóa thì chúng ta mới cho có phòng lặp này. Nhưng mà với cái hai cái code dưới này thì chúng ta ghép trực tiếp được. Đó là gì? Khi chúng ta ép dữ liệu vào cái mặt kết quả này thì chúng ta tính luôn tổng số lượng và thành tiền. Thì ở đây chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cũng lấy lại cái tính tổng vào đây ở chỗ ô này, đúng không ạ? Vì chỗ này chúng ta đưa vào cái list danh sách, chúng ta đưa vào một mảng mà kết quả mà, thì chúng ta bước này chúng ta lấy một cái tính tổng vào đây thì tổng thành tiền ở đây chúng ta sẽ chuyển vào AR, chúng là cái vùng dữ liệu. Còn cái mã hàng ở đây chúng ta sẽ chuyển là gì? Có thể chúng ta chuyển hai cách, đó là kết quả K1 hoặc ARI1, thì mình ARI1 cho dễ, đúng không ạ? Được chưa? Đó, thì cái sau đó là gì? Cái kết quả vì là cái dữ liệu chúng ta sẽ điền vào là gì? Một mảng chúng là 1, 2, 4 cột, đúng không ạ? Không, cái code cũ là chúng ta list thì là chúng ta khai báo có 2 cột thôi, bây giờ chúng ta sẽ khai báo thành 4 cột. Sau đó chúng ta sẽ gì có kết quả gì ạ? K,3 bằng 1, mình viết tạm nữa. K,4 bằng 1. Thì chúng ta lại lấy y hệt như thằng trên này thôi, đúng không? Ta chuyển xuống dưới. Đấy, chúng ta sẽ lấy là 1. Lưu ý là cái này mình chạy từ cái gì ạ? Từ bằng 2, từ dòng từ, tức là phần tử thứ 2. Tức là cái phần tử 1 này là mình chưa, thì mình cũng phải thêm một cái ở đây. Mình viết luôn ở đây. Mình thêm một cái này. Đó. Thì cái tổng thành tiền thì không phải ARI1 nữa mà là 1,1, đúng không ạ? Phần tử đầu tiên của mảng. Sau đó tính đây, đây là 1 thôi. 1 thôi. Đó, chúng ta sẽ sửa cái số 2 này thành số 4, đúng không ạ? Đó, bây giờ mình xóa dữ liệu đi nha, để mình xóa đây này, để mình chạy code này. Thằng mã hàng 1 là phải tạo cái này, quả 87, đúng không? Mình chạy này. Subscript outrange mình sẽ debug tổng số lượng y đây bằng 1, tức là cái mảng ở trên này của mình đã được đã sao mình y đây mình đây AR là mình sẽ có mảng là B6 à, đây dữ liệu các bạn ơi, ở đây là mình gọi là B đến F, đúng không? Vì thay vì thay qua C thì mình sẽ là F đó, vì là mình hai bốn phần tử rồi. Đó, thì cái thằng này nó lấy phần tử thứ 3, phần tử thứ 5 này. Đó, chúng ta ok, mình sẽ sửa lại, sau đó mình sẽ chạy thôi. Đó, ok chưa nhỉ? Đấy, nó ra rồi, 87, đúng như cái sắp trước. Đó, tiếp tục với thằng dictionary này thì các bạn cũng làm y hệt như cái thằng trên mảng này. Mình sẽ đưa thằng này xuống. Nhưng mà thằng này, thằng dict này sẽ đơn giản hơn là gì? Ở bước là các bạn gì ạ? Chỉ đưa mỗi cái dòng này xuống thôi. Cao khai báo B thành F này, B thành 1, 2 thành 4 này, 2 thành 4 là xong. Đó. Mình chưa nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ xóa dữ liệu đi, chạy lại để các bạn xem nhé. Xóa đi này. Chạy lại này. Vẫn ra kết quả. Vậy thì trong những cách trên này thì mình sẽ prefer là cách dùng dictionary. Nhưng mà các bạn lưu ý đấy, như mình nói macOS không dùng dict thì mình có thể dùng hai cách trên này. Thì nói chung là cái phần tổng hợp dữ liệu bằng code thuần VBA mình đã hoàn thành. Nhưng mà cái cách mình code đó mình chia nhỏ ra là gì? Cái mã hàng này, sau đó là mình lấy list cái mã hàng trước, sau đó mình tính. Vậy thì ngoài cái cách này, cách chia nhỏ ra để mình dễ viết code ấy, thì mình có thể viết lồng vào được không? Thì cái video sau mình sẽ
viết một cách là gì, mình không tách ra là list riêng và tính viết hàm tính tổng riêng, mà mình sẽ viết luôn trong một sắt mà thì sẽ như này. Ok, cảm ơn bạn.